Đừng tưởng Hòa Minzy chỉ biết lầy lội, hãy đọc ngay tâm thư gửi em trai đầy xúc động để biết. Hòa Minzy đã có những chia sẻ rất dài và xúc động để dặn dò cậu em út trước ngày nhập học. Ngoài chị gái Thanh Hằng của Hòa Minzy được biết đến là MC của nhiều chương trình quen thuộc như Chú Bé Ngủ Ngon, Caro và Chấm Bi. Thế nhưng, đâu chỉ có chị gái xinh đẹp mà nữ ca sĩ còn có cậu em trai hết sức điển trai và cao ráo. Nhưng cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời em trai út, Hòa Minzy đã có những chia sẻ rất dài và xúc động để dặn dò em trước ngày nhập học. Được biết, hiện cậu em út sinh năm 2000 và đã chuẩn bị trở thành sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Minzy gây xúc động với tâm thư dành cho em trai. Bức thư dài ghi lại những lời dặn dò của chị gái Hòa Minzy đến em trai khiến nhiều người không khỏi xúc động và cũng không thể ngờ rằng cũng có lúc Hòa Minzy lại sâu lắng và cảm xúc đến như vậy. Gửi em trai, hôm nay em bắt đầu đi nộp tiền phí nhập học. Đêm hôm qua em vẫn còn băn khoăn chưa chọn được trường vì chỉ thấy trường em muốn học học phí cao và học bằng ngôn ngữ em không giỏi. Em ạ, tiền nhiều tiền ít không quan trọng với chị, bao nhiêu chị cũng lo cho em. Chỉ mong sao em biết trân trọng những giá trị đồng tiền từ quãng thời gian này đến khi nên người. Em hiểu rõ chị vất vả thế nào mới kiếm được nó đúng không? Hãy học tập tốt, chăm chỉ và có những người bạn tốt và sống một cuộc đời sinh viên thật bình dị và vui vẻ nhất nhé. Yêu cũng được, có bạn gái hay bị bạn gái bỏ cũng chẳng sao, đừng bỏ học, bỏ môn, ham chơi là được. Hãy yêu một cô gái không cần quá xinh, nhưng phải là người giúp em có động lực tốt, có chí hướng tích cực. Đừng yêu một người suốt ngày chơi bời rồi giận em chỉ vì em không có thời gian chơi chung. Đang tuổi học hành, đừng vì ba cô gái bánh bèo đỏng đảnh mà bỏ dở tương lai. Em không có thời gian và chị cũng không có tiền cho em để dỗ dành họ đâu. Mong em kiếm được một người bên cạnh cùng em tốt đẹp. Chị sẽ thương người em thương nếu cô ấy thật lòng thật dạ. Chị chọn cho em môi trường em thích nhất, đúng chuyên ngành em chọn nhất và phải đóng nhiều học phí đấy để em biết tiết tiền và chăm chỉ học hành và không phải nợ môn thi lại. Em chẳng biết tiếng Anh mà chị chọn cho em trường phải học bằng tiếng Anh đấy là để em sẽ phải tìm cách nào sau đó, sau những giờ lên lớp. Không dành đi cà phê với bạn bè mà là để cố gắng học thêm tiếng Anh. Những gì không hiểu thì hỏi lại bạn bè giỏi trên lớp để hiểu. Hãy cố lên, dù biết em sợ. Trước đó, người hâm mộ vô cùng thích thú khi thấy những hình ảnh em trai điển trai của ca sĩ Hòa Minzy. Phan Hùng mới chỉ 18 tuổi được nhiều người đánh giá là khá điển trai. Là em út nên em trai Hòa Minzy được các chị hết mực cưng chiều. Không chỉ thân thiết với các chị, Phan Hùng còn là người luôn động viên các chị của mình, đặc biệt là Hòa Minzy khi cô gặp khó khăn trong cuộc sống. Phan Hùng, em trai nữ ca sĩ gây chú ý mạnh mẽ với vẻ ngoài vô cùng điển trai và chững chạc. Phan Hùng sinh năm 2000, không có ý định theo đuổi nghệ thuật. Chàng trai này khá kín tiếng trên mạng xã hội, hiếm khi cập nhật tin tức với người hâm mộ. Sở hữu ngoại hình điển trai thư sinh với đôi mắt hí một mí Hàn Quốc, Phan Hùng gây ấn tượng với cộng đồng mạng, luôn là cái tên được nhắc đến nhiều trong hội em trai tài năng của sao Việt.